Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Dương Ngọc Thái khoe biệt thự 6 tầng 25 tỷ sau nhiều năm đi hát. Dương Ngọc Thái được biết đến là nam ca sĩ sở hữu màu sắc âm nhạc riêng biệt. Anh luôn được đồn đoán là đại gia ngầm trong V-Beat. Bên cạnh hôn nhân hạnh phúc, nam ca sĩ vừa khiến người hâm mộ há hốc mồm khi công khai cơ ngơi hoành tráng 6 tầng. Tổ ấm hạnh phúc của Dương Ngọc Thái hiện tại hình ảnh biệt thự mới của dương ngọc thái đang thu hút sự chú ý từ các fan ngôi nhà toát lên nét sang trọng thấy rõ sự hoành tráng anh đầu tư cho không gian sống nam ca sĩ không trang trí quá cầu kỳ chủ yếu đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình không gian gây ấn tượng bởi sự thoáng đẳng và sang trọng dù không trang trí quá nhiều không gian phòng khách theo tông màu trắng chủ đạo trong nhà anh dành riêng một góc khá nghệ thuật Đặc biệt trong tổ ấm của giọng ca gọi đò có một không gian riêng dành cho khu vực tâm linh và thờ cúng, phòng ngủ của các bé khá rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, được thiết kế màu sắc tươi sáng. Được biết biệt thự có 6 tầng trị giá lên đến 25 tỷ đồng, chứng tỏ cho độ giàu có của nam ca sĩ bảy X. Phòng ngủ của các bé theo tông màu hồng ngọt ngào và tiện nghi. Phòng ngủ của ba mẹ và quý tử theo những gam màu khác nhau. Không gian tâm linh khá bề thế và tươm tất trước đây khi đối mặt với nhiều lời đồn sở hữu tài sản khủng dương ngọc thái không ngần ngại lên tiếng thái thì không có áp lực về kinh tế gia đình không có chi phí gì nhiều chỉ ngày hai bữa với mấy đứa nhỏ anh tiết lộ ngoài tham gia những hoạt động nghệ thuật thì bản thân cũng có kinh doanh riêng tuy nhiên anh phủ định mình chắc chắn không giàu có như nhiều người lầm tưởng anh đi diễn nhiều nơi nhưng không xuất hiện trước truyền thông anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khi có thời gian nam ca sĩ dắt cả gia đình đi du lịch tham gia chương trình gõ cửa thăm nhà dương ngọc thái bất ngờ tặng vàng cho mẹ tặng bó hoa gói bằng đô la cho vợ gây chú ý khiến ngay cả người thân cũng phải cảm thán về nam ca sĩ con đúng là người đàn ông của gia đình song tại chương trình này anh chia sẻ quan điểm khiêm tốn về vấn đề tiền bạc có nhiều tiền thì chết cũng không mang theo được tiền kiếm vừa đủ thôi phải dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn anh kiếm tiền để người thân có cuộc sống sung túc xuất hiện trên sóng truyền hình anh dành cho vợ hành động ngọt ngào từ đó thấy được, dù nắm trong tay nhiều tiền nhưng mọi nỗ lực của ông bố bà con đều vì gia đình, anh tích cực chạy sâu và khiếm hoi tham gia các sự kiện giải trí. Bạn có ấn tượng với cơ ngơi mới của Dương Ngọc Thái? Hãy để lại bình luận và cập nhật tin tức mới nhất về sao Việt tại tin mới nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo!